Xin chào mọi người, và hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong cái video mới này. Và cái video ngày hôm nay cũng là một cái video về unboxing. Nhưng mà mình sẽ unboxing những đồ mà mình đã order trong cái thời gian vừa qua. Và để không mất thêm thời gian của các bạn thì mình và các bạn sẽ cùng nhau unbox cái món đồ đầu tiên. Và các bạn có thể thấy đây là một đôi GZ700 và đây là một đôi Wave Runner. Và bây giờ thì mình với cả các bạn sẽ cùng mở hộp nó. Và các bạn có thể thấy đây là đôi GZ700 và đôi này là mình order là size 9.5. Và mình sẽ tạm thời bỏ cái box xuống và cho mọi người xem qua về cái đôi này. Lúc đầu khi mà đôi này được release, nó khoảng, mình nếu không nhầm thì nó khoảng hơn một năm nay rồi, hoặc là một năm gì đấy. Thì đôi này release thì mình thấy nó thực sự rất là xấu. Mình thực sự thì mình không thích những cái đôi nhìn nó to như này. Nhưng mà đến khoảng cái thời gian gần đây ấy, khi mà cái đôi này đổi lại thì mình lại thấy là cái đôi GZ700 này, Wave Runner này rất là đẹp. Và mình đã cóp nó vào đôi này là đôi size 9.5. Thì đôi này so với cái đôi EZ350 thì mình nghĩ là mình nên giảm xuống 0.5 size để fit được vừa hơn, bởi vì là cái form này nó khá là rộng. Và trong này thì vẫn còn nguyên cái giấy bọc của giày. Và mình tạm thời để cái đôi EZ này sang một bên. Và mình sẽ unbox những cái món đồ tiếp theo, bởi vì là lần này mình order khá là nhiều đồ. Và tiếp theo thì mọi người có thể thấy đây là một chiếc túi của H&M. Và ở trong này có gì thì mọi người sẽ biết ngay bây giờ. Và đây chính là một chiếc quần sweatpants của H&M. Mình đã mua trong cái đợt Black Friday vừa rồi. Và đây là một chiếc quần màu xám. Một chiếc quần sweatpants màu xám size medium. Và tại sao mình lại mua chiếc quần này? Bởi vì là thực sự thì nhìn quần này nó khá là giống quần ngủ. Nhưng mà tuy nhiên mình lại mua nó bởi vì là mình muốn nó fit cùng với cả cái đôi EZ700 này. Và cái đôi EZ700 này nó khá là hợp với những cái quần mà kiểu như là sweatpants hay là jogger. Nhưng mà mình sẽ chọn sweatpants bởi vì là nó có một chút gì đó nó thời trang hơn so với cái quần jogger. Và cái chất liệu này mình đã mặc thử hôm ở H&M và cái chất liệu này nó mặc vào không hề bị ngứa, cho nên là các bạn cứ yên tâm mà thoải mái mà mặc. Hôm ở H&M mình có mua hai đồ, đó chính là một chiếc áo quần sweatpants này và một chiếc áo hoodie màu vàng của H&M luôn, và có cái hình logo trước. Nhưng mà tuy nhiên là cái áo hoodie đấy mình lại cho bạn mượn rồi, cho nên là mình không tiện có ở đây để quay video cho mọi người. Và tiếp theo thì mình với các bạn sẽ cùng nhau unbox, đó chính là một chiếc áo hoodie màu vàng của manot.glor. Và nếu như các bạn chưa biết manot.glor là gì thì các bạn hãy search insta là các bạn sẽ biết ngay được, đó chính là manot.glor là hãng local brand. Và mình sẽ unbox nó. Và đây là một chiếc áo hoodie màu vàng. Hoodie ở mặt trước thì là trơn, ở mặt sau thì có thêm được một cái logo box. Và cái hoodie này may mắn nó có gửi cho mình, vì là thấy là cái hoodie này nó khá là đơn giản. Và ở đây thì có thêm một cái tag của Manot Claw. Và cái hoodie này mình đã mặc thử rồi, và cái hoodie này các bạn yên tâm là có thể dựng được cái mũ lên, dựng được cái hood của cái hoodie này lên. Và mình thấy cái hoodie là khá đẹp, và mình sẽ mặc thử luôn cho các bạn ngay bây giờ. Và mình vừa mặc xong chiếc áo hoodie của Manot Claw, và các bạn thấy là cái hood của nó có thể dựng được lên. Và mình thực sự là rất thích thú với những cái chiếc áo hoodie mà có thể dựng được mũ lên, bởi vì là khi mà các bạn mặc thêm những chiếc áo jacket khác hay là những chiếc áo denim khác ấy, thì cái phần mũ của bạn sẽ dựng lên nhìn trông rất là ngầu. Và mình thấy nó rất là đẹp nên là mình sẽ mặc luôn để quay video cho mọi người. Và chiếc áo này thì hiện tại chưa được bán, mới chỉ ra bản demo hoàn thiện được khoảng 95% rồi. Và ok, mình với các bạn sẽ cùng nhau unbox những cái món đồ còn lại. Và trước mặt các bạn đây đó chính là một chiếc áo sweater của Champion, và mình sẽ unbox nó. Wow. Đây các bạn có thể thấy đây là một chiếc áo sweater của Champion, có cái logo của Champion ở bên góc bên trái của cái áo sweater này. Và mình thực sự thì khá là ngạc nhiên về cái chất liệu của Champion này. Và về Champion thì mình đã được nghe rất là nhiều những đánh giá, những phản hồi về những cái hoodie và những cái sweater của Champion là nó, cái chất liệu của nó ấy, rất là tốt. Khi mà mình cầm vào nó thì mình thực sự là cái chất liệu cũng như là cái form áo thực sự đúng là tốt thật. Và mình sẽ cất thẳng bên vì là mình còn rất là nhiều đồ ở phía trước. Chính là một chiếc áo Champion hoodie, một chiếc áo hoodie Champion màu trắng. Mình sẽ unbox nó. Và các bạn có thể thấy đây là một chiếc áo Champion màu trắng hoodie.
Và mình thực sự là về cái chất liệu, về cái chất liệu của cái hoodie trắng này, thực sự thì khi mà các bạn được sờ thử vào ấy thì thực sự là nó rất là đẹp. Ở đây thì có thêm được một cái logo của Champion ở phần tay áo nữa. Khi mà các bạn mặc lên thì nó là một phần nhỏ của điểm nhấn chiếc áo. Đây là chiếc áo Champion màu trắng của chúng ta. Và tiếp theo đó chính là một chiếc áo hoodie Champion màu đen. Và vẫn như vừa xong thì nó là một chiếc áo Champion có logo ở phần ngực của áo và một chiếc logo ở tay áo. Và mình mở tủ quần áo ra thì mình chợt nhận ra rằng là trong tủ quần áo của mình thiếu rất là nhiều những cái đồ essential màu khác nhau. Cho nên là mình đã mua các loại màu, từ màu vàng, màu đỏ, màu cam. Và chiếc áo hoodie này thì mình đã nói các bạn thì nó chỉ khác với cả cái màu trắng kia ở cái chỗ nó là màu đen thôi. Và hôm nay chỉ là một cái video unboxing nhanh thôi. Và các bạn muốn thấy mình mặc những cái đồ này thì các bạn nhớ đừng quên follow Instagram của mình, để mình sẽ post những cái outfit, những cái đồ mà mình vừa mới mua mà mình muốn show cho mọi người thấy. Và các bạn hãy comment bên mình dưới với những cái content của video mà mọi người muốn mình thực hiện. Và mình sẽ cố gắng sẽ thực hiện hết những cái yêu cầu của mọi người. Và nếu thấy hay thì các bạn nhớ là đừng quên like, share và subscribe channel của mình, để mình có thể có thêm động lực làm những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.